thưa quý vị liên quan đến vụ phá rừng lớn nhất xảy ra tại huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk vào sáng ngày 22 tháng 5, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định bắt tạm giam 28 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại rừng. 28 đối tượng bị bắt giam trú tại các xã Gia Tờ Mốt, xã Ia xã E Lê, huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk. Trước đó vào đầu tháng 4 năm 2022 các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn tại xã Gia Tầm Mốt, huyện E Súp với gần 400 ha tại các tiểu khu 222 và 205 thuộc xã Gia Tầm Mốt. Ngày 12 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng và đến nay đã làm rõ được 28 đối tượng liên quan. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là vụ phá rừng có quy mô, tính chất nghiêm trọng và lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Đắk Lắk.